Cô chào các em học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Rất vui được gặp lại các em trong tiết học online tin học buổi học ngày hôm nay. Trong giờ online hôm nay, các em sẽ được học về bài tập và thực hành 5 liên kết giữa các bảng. Bài trước cô đã dạy các em về bài 7 liên kết giữa các bảng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học thực hành về bài tập đó. Mời các em chú ý lắng nghe và theo dõi. Trong bài thực hành ngày hôm nay, yêu cầu là thứ nhất, tạo cơ sở dữ liệu có nhiều bảng. Thứ hai là rèn luyện kỹ năng về tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. Đây là một bài tập. Bài tập là tạo cơ sở dữ liệu kinh doanh gồm 3 bảng có cấu trúc như thế này. Đó, 3 bảng là bảng khách hàng, bảng mặt hàng và bảng hóa đơn. Thì sau khi mà em thiết kế được 3 bảng rồi thì yêu cầu tiếp theo là các em tạo liên kết cho các bảng. Và yêu cầu tiếp theo nữa là sau khi tạo liên kết thì các em thực hiện là nhập dữ liệu cho các bảng được hiển thị như thế này. Thế thì nhập dữ liệu sẽ bằng hai cách. Cách thứ nhất là các em nhập trực tiếp trên bảng. Và cách thứ hai là các em tạo biểu mẫu để nhập bảng. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cụ thể các em làm bài tập. Thì trước hết là chúng ta sẽ làm về tạo cơ sở dữ liệu kinh doanh và thiết kế các trường. Đầu tiên là các em phải khởi động asset đã. Các em khởi động asset bằng cách là các em có thể mở phần mềm asset trực tiếp trên màn hình nền. Sau đó các em vào file, các em chọn new. Rồi tại đây các em chọn nơi để lưu, ví dụ chúng ta lưu ở đây đi. Chúng ta lưu vào bài tập tin học 12. Và ở đây yêu cầu là gì? Yêu cầu là tạo cơ sở dữ liệu có tên là kinh doanh. Thì các em ghi ở đây là gì? Kinh doanh. Sau khi em gõ tên của cái tệp cơ sở dữ liệu là kinh doanh thì em chọn OK. Rồi sau đó các em nhấn vào nút click thì nó xuất hiện như thế này. Bước tiếp theo là các em sẽ tạo các bảng dữ liệu. Có 3 bảng. Bảng thứ nhất là bảng khách hàng. Chúng ta thiết kế bảng khách hàng. Thì muốn thiết kế bảng thì các em vào click, rồi các em chọn cái table đi ra. Trong bảng khách hàng này là có mã khách hàng làm kho chính, họ tên, địa chỉ. Ba cái này chúng ta đều chọn kiểu dữ liệu là text các em nha. Đầu tiên là mã khách hàng. Chúng ta chọn làm khoa chính. Và caption này em gõ là mã khách hàng. Gõ qua dấu. Sau đó là tên, họ tên, địa chỉ. Thì ta đem gõ họ tên.
Cũng chọn kiểu text nha. Rồi địa chỉ. Các em cũng chọn kiểu text. Sau đó em lưu bảng này lại với tên là gì? Bảng này là với tên là khách hàng. Thì trước khi lưu bảng là chúng ta phải thiết kế caption của cái này đã. Tại đây em gõ gì? Họ tên có dấu. Địa chỉ cũng vậy. Em gõ địa chỉ có dấu. Và bảng này lưu bảng là khách hàng. Em lưu. Em gõ đây là khách hàng. Rồi chọn OK. Đó, thì chúng ta đã được bảng thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang bảng thứ hai. Là bảng gì? Bảng mặt hàng. Giờ các em lại tạo bảng mặt hàng. Em click. Rồi các em vào table design tiếp. Thì trong bảng mặt hàng này là có mã mặt hàng, tên mặt hàng. Chúng ta sẽ chọn là kiểu text. Mã mặt hàng làm khóa chính. Còn đơn giá thì chúng ta sẽ chọn kiểu number nha các em. Mã mặt hàng. Rồi mã mặt hàng làm khóa chính. Tiếp theo là tên mặt hàng. Chúng ta cũng chọn text. Rồi đơn giá. Đơn giá thì các em chọn number nhé. Như vậy mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn giá. Mã mặt hàng làm khóa chính. Bây giờ chúng ta sẽ gõ caption cho mã mặt hàng. Tại caption này cũng gõ là mã mặt hàng. Tại tên mặt hàng em gõ caption là tên mặt hàng. Rồi đơn giá em cũng gõ là đơn giá. Như vậy chúng ta đã thiết kế xong. Bây giờ em thực hiện lưu bảng. Bảng này có tên là mặt hàng. Em lưu là mặt hàng. Bảng hiển thị đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo bảng thứ ba là bảng hóa đơn. Bảng hóa đơn thì có số đơn, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng và ngày giao hàng. Chúng ta vào click, chúng ta vào table để ra tiếp. Đầu tiên là số đơn. Số đơn chọn kiểu text và số đơn đây là khóa chính. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là mã khách hàng, mã mặt hàng. Mã khách hàng, text và mã mặt hàng cũng là text. Rồi tiếp theo là số lượng ngày giao hàng. Số lượng. Số lượng các em cũng chọn kiểu number nhé. Rồi em chọn ngày giao hàng. Ngày giao hàng thì em chọn là gì? Date time. Và chúng ta sẽ đi giải thích cho từng trường một ở caption. Số đơn tại đây em gõ là gì? Số đơn hàng. Mã khách hàng. Em cũng gõ đây là
mã khách hàng, mã mặt hàng. Số lượng. Người nghề giao hàng. Đó, sau đây chúng ta lưu bảng này là bảng gì? Bảng này lưu là hóa đơn. Như vậy chúng ta đã có ba bảng rồi. Giờ chúng ta sang yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ hai là gì? Đó là tạo liên kết cho các bảng trong cái cơ sở dữ liệu kinh doanh này. Thì cái yêu cầu này cô sẽ làm rất là kỹ. Bởi vì bữa trước là chúng ta sẽ đã học lý thuyết về cái bài này. Thì tiếp theo muốn muốn tạo liên kết thì các em vào đâu nhỉ? Em vào nhé, chọn cái menu nào, database tool này. Sau đó là các em chọn relationship. Rồi các em tích chọn ba cái bảng này ra. Lúc này chúng ta xác định các trường liên kết với nhau. Chúng ta thấy rằng là trong bảng hóa đơn và bảng khách hàng là chung nhau về cái mã khách hàng. Còn trong bảng mặt hàng với bảng hóa đơn chung nhau về mã mặt hàng. Như vậy là hai cái bảng này cùng nối vào cái bảng hóa đơn này. Thì chúng ta sẽ đặt hóa đơn ở giữa. Đầu tiên, các em sẽ kéo cái mã khách hàng này, nối mã khách hàng này. Rồi các em tích chọn các ràng buộc về liên kết. Tiếp theo là mã mặt hàng này với mã mặt hàng này. Ta đã ràng buộc và liên kết rồi, bây giờ nhé clip. Và chúng ta nhìn như thế này là ba bảng có mối quan hệ với nhau. Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn và một mặt hàng cũng có thể có nhiều khách mua hàng. Thì nhìn vào cái mối quan hệ này, chúng ta sẽ thực hiện tạo tức là nhập dữ liệu cho các bảng, đó là yêu cầu thứ ba. Nhưng trước khi nhập dữ liệu cho các bảng, các em lưu ý phần này cho cô. Đó là bảng nào mà có số 1 thì các em nhập trước. Bảng nào có số vô cùng, các em nhập sau. Ở đây chúng ta thấy ba bảng thì có hai bảng có số 1. Còn bảng hóa đơn đều là vô cùng. Do vậy các em có thể nhập bảng khách hàng trước cũng được, bảng mặt hàng trước cũng được. Nhưng riêng bảng hóa đơn thì các em phải nhập về sau cùng. Bây giờ chúng ta sang bước tiếp theo, yêu cầu tiếp theo. Đó là yêu cầu về nhập dữ liệu cho các bảng. Thì đầu tiên là thực hiện nhập trực tiếp từ bảng. Thì muốn nhập trực tiếp từ bảng thì chúng ta mở cái bảng đó ra. Để em đóng cái này lại đã. Em chọn yes nha. Giờ chúng ta đến nhập dữ liệu thì chúng ta mở trực tiếp từ bảng này ra, tức là chúng ta sẽ nhập vào trực tiếp từ bảng là mặt hàng trước hoặc khách hàng trước đều được các em. Cô vừa phân tích em là em nhập bảng nào trước cũng được. Ở đây chúng ta sẽ nhập bảng khách hàng. Em mở khách hàng ra em nhập. Thì khách hàng thì có mã khách hàng là một, tên là Hoàng Bình và địa chỉ là 10 Quang Trung. Gõ số 1.
tên là Hoàng Bình và địa chỉ là 10 Quang Trung. Mã khách hàng tiếp theo là mã số 2. Chúng ta thấy có vô cùng có số dương này. Tức là một khách hàng này là chúng ta nối với cái bảng cái gì? Bảng nối với bảng hóa đơn đó. Thì tên lúc này là gì? Lê Văn Minh, 16 Hàn Thuyên. Tương tự như vậy, các em nhập các khách hàng tiếp theo. Sau khi nhập xong thì các em đóng nó lại. Và chúng ta nhập sang bảng tiếp theo. Bảng tiếp theo là gì? Là chúng ta nhập cho bảng mặt hàng. Mã mặt hàng thứ nhất là bút bi, đơn giá là 15.000. Rồi chọn bảng mặt hàng. Mã mặt hàng 1, bút bi. Đơn giá là 15.000. Mặt hàng tiếp theo. Tiếp theo là 2, giấy học sinh. Đơn giá là 4.000. Tương tự như vậy, các em nhập các bảng ghi tiếp theo. Bây giờ đến bảng hóa đơn. Chúng ta sẽ không nhập trực tiếp vào bảng hóa đơn nữa. Mà chúng ta sẽ thực hiện tạo form hay còn gọi là tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng hóa đơn này. Thì tạo biểu mẫu bằng cách nào? Các em nhớ lại bài trước. Bài 6 đó, cô đã dạy các em. Đó là chúng ta phải vào đâu nhỉ? Và clip này, các em chọn gì? Chọn form nguyên gia. Ở đây chúng ta chọn là gì? Hóa đơn. Rồi chúng ta đưa hết tất cả các trường này ra. Như vậy chúng ta đã có form hóa đơn. Ở form này, các em nhập số đơn hàng. Là 1. Mã khách hàng là gì? Chúng ta chỉ có thể lấy được các mã khách hàng ở bên này thôi. Nếu các em lấy sai thì nó sẽ báo lỗi. Sẽ nhập mã khách hàng là KH1 chẳng hạn. Nếu em nhập như vậy, em chọn bảng ghi tiếp theo. Đó, thì nó báo lỗi. Báo lỗi là bạn không thể thêm hoặc thay đổi bảng ghi bởi vì yêu cầu ở bảng khách hàng. Tức là cái mã này này, nó không có trong cái bảng khách hàng này. Thì chúng ta không thể thêm được. Do sao? Do nó có mối quan hệ này. Toàn bộ cái mã khách hàng của bảng hóa đơn phải lấy từ mã khách hàng trong bảng khách hàng. Mã mặt hàng cũng thế. Gõ 1 đi. Số lượng là 5. Ngày giao hàng là ví dụ ngày 9 tháng 12 2021. Sau đó em chọn dấu sao và thêm bảng ghi tiếp theo.
Số đơn hàng lúc này em chọn là 2 đi. Quá không được để trống. Như vậy là chúng ta khi gặp lỗi như thế này, các em ấn undo nha. Đó, bây giờ em gõ là gì? 2. Mã khách hàng này là em gõ 1 cũng vẫn được. Bởi vì một khách hàng thì có thể mua nhiều lần. Mã mặt hàng này em gõ là đó. Sau đó em chọn này để sang bản ghi tiếp theo. Tương tự như vậy, em nhập các bản ghi khác. Như vậy là chúng ta lưu ý này. Lưu ý cái gì? Lưu ý là khi nhập dữ liệu thì chúng ta phải để ý cái mối quan hệ này. Để chúng ta biết rằng nên nhập bảng nào trước, bảng nào sau. Ví dụ nhìn vào mối quan hệ này thì chúng ta sẽ nhập các bảng số 1 trước, còn bảng cuối cùng là chúng ta nhập sau. Và chú ý là vì có mối quan hệ cho nên khi nhập cái bảng mà vô cùng ấy thì chúng ta phải lấy dữ liệu từ các bảng số 1. Tức là gì? Nếu mã khách hàng ở đây em nhập thế nào thì trong bảng hóa đơn em phải nhập giống như mã khách hàng của bảng khách hàng này. Chứ em không nhập khác được, bởi vì nếu nhập khác thì nó sẽ báo lỗi. Đó chính là mối ràng buộc của quan hệ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách xóa liên kết hoặc là sửa liên kết. Ví dụ em muốn xóa cái đường liên kết này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Em nháy vào đường liên kết, sau đó em ấn delete, em chọn yes. Tại sao không thể xóa? Là bởi vì hai bảng này vẫn mở. Ta phải đóng lại đấy đã. Giờ chúng ta làm lại. Nhấn chọn liên kết. Delete. Rồi. Chọn yes. Đó. Còn các em nối sai chẳng hạn. Có ví dụ. Ở đây có xóa này. Xóa đó. Giờ các em nối. Nếu các em nối sai. Ví dụ mã khách hàng này nối với số hóa đơn. Như thế này là bị sai. Thì chúng ta sẽ sửa như thế nào? Cách thứ nhất là em xóa đi rồi em nối lại. Cách thứ hai là chúng ta nháy chuột 2 lần vào cái đường liên kết đó. Tại đây chúng ta chọn lại cái trường để liên kết. Sau đó các em ấn OK. Cô làm lại này. Ví dụ là mã mặt hàng này nối với mã mặt hàng này, ấn kéo vào, rồi em tích tích trước hết là em nhìn xem là cái phần này là cái tên liên kết của các trường đúng hay chưa. Rồi nếu đúng rồi thì chúng ta tích chọn các ràng buộc liên kết, sau đó các em nhấn vào nút click đó. Các em đã hiểu bài ngày hôm nay chưa? Cô nói lại này. Để làm được một bài thì chúng ta phải làm theo các bước cho đúng. Thì bước đầu tiên ấy của một bài toán về cơ sở dữ liệu là các em thực hiện là gì? Tạo cơ sở dữ liệu. Em tạo cơ sở dữ liệu xong thì em thiết kế các bảng. Công việc tiếp theo là sau khi thiết kế các bảng xong thì em thực hiện là tạo liên kết cho các bảng.
Muốn tạo được liên kết thì chúng ta phải chú ý là chúng ta xem là các bảng giống nhau ở trường nào thì chúng ta sẽ kéo các trường đó liên kết với nhau. Bước tiếp theo là kem thực hiện là nhập dữ liệu cho các bảng. Thì muốn nhập dữ liệu cho các bảng, kem chú ý phải chú ý phần liên kết. Đây. Đây, kem chú ý cái liên kết này. Khi nhập dữ liệu cho các bảng, chúng ta phải nhập các bảng là có liên kết là số 1 trước. Sau đó kem mới thực hiện là nhập của bảng có số vô cùng sau. Thì khi nhập dữ liệu cho các bảng thì các em có thể nhập bằng hai cách. Cách thứ nhất là các em nhập trực tiếp ở trong table. Nhập dữ liệu cho các bảng bằng cách nhập trực tiếp ở table này. Cách thứ hai là các em thực hiện tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng. Cái này chọn cách nào là tùy các em. Nhưng chúng ta phải nhập cho đúng. Và các em đã nhớ các bước làm thực hành của bài ngày hôm nay chưa? Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Các em về nhà, các em làm lại theo hướng dẫn của cô. Và các em nhập hết dữ liệu mà đề bài yêu cầu. Chú ý, em chú ý này, cô nhắc lại là chú ý về liên kết. Chú ý thứ nhất là chúng ta xem là liên kết giữa các trường đúng hay chưa. Đúng thì trường là phải giống nhau, có kiểu dữ liệu giống nhau thì mới liên kết được với nhau. Cái thứ hai là các em phải nhìn xem trong các liên kết này thì bảng nào là số 1 và bảng nào là vô cùng. Thì bảng nào số 1 thì các em thực hiện là nhập dữ liệu cho nó trước. Còn bảng nào là vô cùng sẽ thực hiện nhập sau cùng. Đó. Khi nhập dữ liệu chú ý này, cái dữ liệu của cái bảng vô cùng của cái trường có liên kết thì sẽ lấy từ cái trường, từ cái bảng mà bảng số 1. Như nãy cô nói đó, mã khách hàng của cái bảng khách hàng là 1 thì trong hóa đơn mã của nó cũng là 1. Chứ các em không cho mã khác. Và cho thì nó cũng báo lỗi. Đó. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ những vấn đề sau. Các bước thiết kế cơ sở dữ liệu là: bước thứ nhất là phải tạo cơ sở dữ liệu. Trong cái bước này, các em chú ý là cơ sở dữ liệu phải lưu ở nơi an toàn, tức là không nên lưu cơ sở dữ liệu ở ổ đĩa chứa hệ điều hành. Tại vì nếu lỡ hệ điều hành mà bị hỏng thì cài lại nguyên thì chúng ta sẽ mất cái cơ sở dữ liệu này. Nên chúng ta phải lưu ở ổ đĩa an toàn khác với ổ đĩa chứa hệ điều hành.
Bước thứ hai là thiết kế các bảng dữ liệu. Trong bước này, các em chú ý về khóa chính. Bước ba là tạo liên kết cho các bảng. Trong bước này, các em chú ý về trường liên kết, tức là những cái trường nào giống nhau từ các bảng thì mới liên kết được với nhau. Giống nhau ở đây là gì? Là giống nhau về tên trường, về kiểu dữ liệu và về độ dài, tức là về phiên size đó. Bước 4 là nhập dữ liệu cho các bảng bằng cách, tức là bằng một trong hai cách thôi. Các em chọn cách nào cũng được. Cách thứ nhất là nhập trực tiếp từ table. Cách thứ hai là tạo biểu mẫu để nhập. Nhưng ở bước này các em cần chú ý là chúng ta phải nhập ở cái bảng 1 trước. Nếu nhập trực tiếp thì nhập từ bảng 1 trước. Còn nếu thiết kế biểu mẫu thì cũng phải thiết kế biểu mẫu cho bảng 1 trước. Còn cái bảng liên kết là vô cùng thì thực hiện nhập sau. Dữ liệu của trường trong bảng vô cùng phải lấy từ bảng 1. Tức là ở trường vô cùng, ở bảng có bảng vô cùng với bảng 1 ấy, thì nó có các trường liên kết giống nhau. Nhưng mà dữ liệu của cái bảng vô cùng đó thì phải lấy từ cái bảng 1 chứ không được lấy khác. Lấy khác là nó sẽ báo lỗi ràng buộc về liên kết. Như vậy, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Các em về nhà, các em có máy tính thì các em làm lại theo video hướng dẫn của cô. Không có thì các em nhớ các bước làm để sau này đi học lại và chúng ta sẽ thực hành. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.